JK Audio, nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, các bác ạ, vâng, bên em vừa đăng video lên thông báo hàng về. Vâng, về hàng về phát là có hai bác khách đặt luôn trực tiếp qua điện cho JK Audio. Vâng, một bác ở Hồ Chí Minh và một bác ở Quảng Ninh và một bác ở Khánh Hòa. Vâng, bên em vừa up lên xong các bác đã gọi điện trực tiếp cho bên em đặt hàng. Vâng, hai cái mẫu súp rất là hot hiện nay. Vâng, là súp B3 2021 ạ, bát 30 mặt trước. Vâng, bác đánh cực sâu luôn. Vâng, đó là đơn của anh Đức Hạnh ở Quảng Ninh ạ, và anh Hải ở Khánh Hòa. Vâng, anh đặt hai súp luôn ạ. Vâng, anh Hải ở Khánh Hòa và anh Đức Hạnh ở Quảng Ninh. Vâng, hai súp B3 2021 ạ. Vâng, đầu tiên em cảm ơn hai anh nhé, và bên em cũng đang test rất là cẩn thận trước khi gửi cho hai anh để hàng tránh lỗi lầm. Đây là hàng rất là hot năm 2019, vì đây là bản được nâng cấp rất là nhiều từ những bản tiền nhiệm và anh rất tươi. Vâng, anh rất mạnh luôn ạ. Vâng, thì hai anh này hai súp đều hoạt động rất là ổn định và như nhau. Em test chung luôn của hai anh trên một video. Vâng, các bác thì bán tập ạ. Bực sâu luôn. Vâng, đó là của anh bên trái thì anh cho là của anh Hạnh đi ạ. Vâng, anh Hạnh. Và của anh Hải, bên tay phải em sẽ chuyển cái dây tín hiệu sang cái súp bên phải đây ạ. Vâng, hai con súp B3 2021 đẹp như nhau luôn ạ. Đẹp như nhau. Vâng, đây nhạc không súp đây các bạn. Rất mỏng các bạn. Vâng, lại bật lên chúng ta cùng thưởng thức tái tạo giải siêu trầm của cái súp B3 2021. Rất sâu luôn. Cho to lên tí. Vâng, em chuyển sang cái súp B3 2021 của anh Hải nhé. Sang của anh Hải này, hai con đi một lúc luôn. Em test chung luôn video. Đó, là súp của anh Hải ở Khánh Hòa đây ạ. Súp B3 2021 luôn. Vâng, vì sao các bạn cái dòng này lại đứng đầu thị trường hiện nay và bán rất là chạy? Vì bên em cũng nói nên rất là rõ những cái chi tiết nó được vượt trội so với cái dòng súp về phân khúc gia đình. Thì cái này nó vượt trội về công nghệ, vượt trội về công suất. Nói chung là vượt trội rất là nhiều, được tích hợp cả chấm hơi. Như thế mà bên em đi rất là nhiều các bạn nhé. Và phản hồi thì của khách hàng rất là tốt. Cái trầm này nó thuyết phục được tai người nghe, thì kể cả là khó tính nhất. Vâng, súp bên này em lại tắt đi một chút xíu. Vâng, đây nhạc không súp đấy ạ. Vâng, bác thấy không đập nữa, thì tiếng rất là mỏng, em lại bật lên này. Đấy, rất là sâu. Vâng, anh Hải ở Quảng Ninh và anh Hạnh ở Quảng Ninh và anh Hải ở Khánh Hòa. Vâng, hai súp của hai anh đang hoạt động rất là ổn định nhá. Mà em sau đây em xin phép được bỏ ra đóng hàng cho hai anh rất là cẩn thận. Sau cùng em chúc hai anh và gia đình sức khỏe và chúc hai anh luôn thành công ạ. Vâng, chào hai anh và hẹn gặp lại. Tất cả sản phẩm này là sản phẩm mới, bên em bảo hành cho các bác 1 năm nhé, và lỗi 1 đồng 1 trong tháng đầu. Các bác yên tâm sử dụng ạ.